Hello mọi người, hôm nay mình trở lại mình quay sơ sơ cái mấy cây ổi của mình hiện tại. Thì đây là một cây ổi Thái luôn, cây mình trồng năm ngoái thì cũng được vài trái. Cái này thì mình nghe nói là ổi Thái trái dài, ổi Thái trái dài. Rồi người ta nói còn có ổi Thái trái vuông nữa, mình không biết có phải hay không. Thì lúc mà tụi mình mua đó thì tại vì mê ổi Thái cho nên là thôi mua thêm một cây nữa, tại tụi mình đã có một cây rồi. Thì lúc mà mua cái cây đầu tiên á thì họ nói là trái trái vuông. Thì bây giờ đi mua cây này thì họ nói trái dài. Nhưng mà tụi mình nói là dài hay vuông hay là cùng loại cũng không sao hết. Tại vì tụi mình thích ăn ổi Thái không hột, thì lỡ mà có trùng loại á thì không sao. Còn nếu mà khác loại thì càng tốt. Thì mình thực sự là không có phân biệt được, tại vì thấy nó cũng giống giống nhau thôi. Để mình quay cho anh chị coi rồi anh chị cho mình biết nó khác nhau không nha. Đây nè, cây này là trái dài đây. Cái lá nó cũng dài dài, tròn tròn. Để mình quay qua cây Thái trái vuông. Đây là họ nói là trái vuông nè. Mà mình thấy cũng giống nhau thôi. Cái cây vừa rồi là cây nhỏ đó, mình mới mua thì năm ngoái nó cũng cho mình một vài trái. Nhưng mà anh chị biết mà ổi mà khi mà 1-2 năm đầu mình ăn á, thì cái vị nó chưa có chính xác. Tại cái cây còn nhỏ cho nên mình không có thể nào mà đánh giá nó được, phải đợi cây lớn chút xíu. Thì cái cây này lúc mà mình mua thì họ nói là Thái trái vuông, cây kia trái dài. Thì hopefully là năm nay mình ăn để mình so sánh được. Thì mình thấy cái lá nó cũng giống mà, thì mình nghĩ chắc nó là một đó. Nhưng mà người thì nói thái vuông, người thì nói thái dài. Thì hiện tại mình không biết trên thị trường là nó có hai giống hay có một giống. Nếu mà ai biết được thì cho mình comment cho mình biết nha. Tại vì lúc mua thì nghĩ là nếu mà giống nhau cũng được, không sao. Đó, thì bây giờ trái nó cũng bắt đầu nó lớn rồi đây. Trái Thái thì nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó sần sùi từ nhỏ rồi. Có nhiều giống ổi đó, cái cây nó phải lớn rồi cái trái nó mới sần sùi. Nhưng mà cái giống ổi Thái này lúc mà còn nhỏ là mình đã thấy cái trái nó sần sùi rồi. Đây, để quay lại cây cây này cho anh chị xem. Đây, mình thấy cái lá cũng y chang à, chả khác gì nhau. Thì để coi sao, cũng là Thái thôi nhưng mà không biết có phải là hai loại hay là không. Còn đây là cây ổi Đài Loan. Cây ổi Đài Loan thì ở đằng trước nhà, lần trước mình có quay cho anh chị coi rồi. Mình có một cây rất là bự, thì ông xã mình ảnh thích ăn cây này cho nên là ảnh muốn trồng nhiều, cho nên là ảnh chiết thêm một cây để anh trồng ở trong nhà. Đây, ổi Đài Loan thì mọi người đều biết là cái lá nó tròn tròn rồi, cái trái nó cũng tròn tròn, nó không có nhìn sần sùi như là ổi Thái. Thì cây này mình cũng trồng năm ngoái thôi thì cũng cho mình vài trái năm nay đây. Đó. Ok, còn qua tới đây là cây ổi 7 inch của mình. Thì nhà mình có một trồng một cây ổi giống này. Lúc mà cây còn nhỏ thì nó sẽ có hột chút xíu, thịt rất là dày. Nhưng mà mình nghe nói là cái giống này khi mà cây lớn đủ tuổi trưởng thành rồi đó thì sẽ không hột. Thì mình chưa biết, tại vì cây mình cũng trồng mới đây thôi. Thì hiện tại là mình thấy vẫn có hột mà rất là ít hột. Và trái thì cái cây này nó cũng ngộ lắm, nó cũng có trái sần sùi, có trái không sần sùi. Thì theo mình để ý á, cái trái nào mà nó mọc gần cái thân, gần sát cái thân á thì nó sẽ là sần sùi và ít hột. Cái trái nào mà nó mọc xa cái thân á thì nó sẽ hơi tròn tròn một chút và nó có hột chút xíu. Thì mình không biết cái giống ổi này nó ra sao nhưng mà ăn thì vẫn vậy thôi. Đó, trái nó chi chít luôn. Coi cái cây này là nhìn rất là đã luôn. Coi như là thấy đâu là trái đó, mà ăn thì cũng rất là ngon, nó giòn mà rất là thích, mà trái thì rất là bự. Nó gọi là ổi 7 inch đó. Hôm bữa hình như mình có quay một lần cách đây vài tháng thì cái lúc đó cái trái nó còn nhỏ, bây giờ trái nó to rồi nè.
cái trái này nó phải lớn thì nó mới sần sùi. Nhưng mà đây, không, chị thấy không, trong một chùm mà cái trái này thì nó dài dài, nó sần sùi, cái trái này thì nó tròn, nó láng, nó không có sần sùi. Cho nên cây này mình cũng thấy ngộ lắm. Nhưng mà ăn thì vẫn vẫn giống nhau thôi. Đó, mình chỉ để ý là nếu mà nó gần cái thân á, thì nó sần sùi hơn và nó ít hộp hơn những cái trái mà mọc xa. Mọc xa thì nó tròn, nó có hộp chút xíu. Nhưng mà ăn thì mùi vị giống nhau. Nếu mà anh chị nào mà thích ổi mà ra nhiều trái á, nên trồng loại này, nó nhìn đã lắm. Mà trái nào trái đó nó to còn hơn lon nước ngọt nữa, xong theo nó còn to bằng cái chai nước nước uống của mình á, nước water của mình, nó dài. Cho nên mình rất rất là thích cây này. Đó. Ổi 7 inch nha. Trái 21 trái bự nữa, nhìn còn đã nữa. Lúc năm mấy tháng trước mình quay thì nó có chút xíu thôi, khoảng đầu ngón tay thôi phải không? Mà hôm nay nhìn là nó như là trái trái chanh rồi đó. Nè, coi nè. Quá trời trời luôn. Nhìn rất rất là đã. Cho nên là mọi người có thể tìm cây này mà mua nha. Nó rất rất là sai trái. Thôi chào tạm biệt mọi người.